khiêm tốn tự nhận không có cửa bằng ai đó, khối tài sản của Đàm Vĩnh Hưng, nhà đẹp, xế sang đến núi đồ hiệu. Từ anh thợ cắt tóc bình thường đã trở thành một trong những nghệ sĩ giàu nhất nhì của làng giải trí, Đàm Vĩnh Hưng được cho là đang sở hữu khối tài sản lên tới hàng nghìn tỷ đồng, với thu nhập không chỉ đến từ ca hát mà còn nhờ việc kinh doanh. Căn đầu tiên mà Đàm Vĩnh Hưng tậu vào hơn 10 năm trước là biệt thự tại cư xá Bắc Hải, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, có giá khoảng 60 tỷ đồng. Được biết, nam ca sĩ tự tay thiết kế tổ ấm theo kiến trúc không bao giờ lỗi thời. Chưa kể, anh cũng chịu khó đem toàn bộ vật dụng và trang trí nội thất từ nước ngoài về. Tại Việt Nam, ông Hoàng Nhạc Việt cũng sở hữu căn penthouse trị giá hơn 100 tỷ đồng, thuộc diện sang trọng bậc nhất với tổng diện tích 700m². Ngoài ra, Đàm Vĩnh Hưng hiện cũng đang sở hữu một căn biệt thự lộng lẫy với giá trị triệu đô tại Mỹ. Ngoài bất động sản, Đàm Vĩnh Hưng còn nổi tiếng với kho hàng hiệu có giá trị đến vài chục tỷ đồng với món đồ từ các thương hiệu đình đám như Dolce & Gabbana, Gucci, Louis Vuitton. Đàm Vĩnh Hưng dùng chính căn biệt thự triệu đô để trưng bày những món hàng hiệu mình sở hữu. Anh cũng nhiều lần khiến dân tình há hốc mồm khi khoe phòng chứa đồ không khác gì ở trung tâm thương mại. Có lần, giọng ca Say Tình từng chia sẻ rằng tiêu tốn tận 3 tiếng đồng hồ vẫn chưa thể sắp xếp hết một khu trong 19 khu vực để đồ hiệu của mình. Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng hàng hiệu đắt tiền mà anh đang sở hữu đã lên tới con số không thể đếm được. Cũng chính vì thế, ngoài danh hiệu ông Hoàng Nhạc Việt, nam ca sĩ cũng được gọi là ông Hoàng hàng hiệu của làng giải trí. Chưa kể, Đàm Vĩnh Hưng cũng là một tay chơi siêu xe có hạng của showbiz. Ước tính, bộ sưu tập xế sang của nam ca sĩ ngót nghét hàng chục tỷ đồng. Gây chú ý nhất chính là chiếc xe Rolls-Royce Ghost được mạ vàng có giá khoảng 40 tỷ đồng. Chiếc Genesis D-Car Limited với đầy đủ tiện nghi in logo thương hiệu Victor Dam giá khoảng 5,5 tỷ đồng. Sang không kém là chiếc xe Cadillac Platinum trị giá 7 tỷ đồng, hay chiếc xe Lexus 350 màu trắng giá 3 tỷ đồng. Truyền thông cũng đã nhiều lần tiết lộ con số thù lao siêu khủng của Đàm Vĩnh Hưng. Theo nhiều nguồn tin, Đàm Vĩnh Hưng luôn được cho là một ca sĩ có cát xê rất cao, khoảng 160 đến 180 triệu đồng một lần mời. Diễn viên Vượng Râu cũng từng tiết lộ, anh Đàm Vĩnh Hưng là ca sĩ có cát xê cao nhất hiện nay, ngay cả ca sĩ hải ngoại cũng không bằng. Giá cát xê mà tôi phải trả cho ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lớn hơn nhiều so với con số mà nhà báo đưa ra. Đầu năm 2012, ông Hoàng Nhạc Việt khiến báo chí tốn nhiều giấy mực khi được một đại gia Hà Tĩnh mời hát đám cưới với mức cát xê là 20.000 USD, hơn 420 triệu đồng. Nhiều năm hoạt động ca hát, Đàm Vĩnh Hưng trở thành một trong những ca sĩ giàu có nhất của showbiz Việt. Với khối tài sản khủng như thế này, anh lại gây bất ngờ khi tự nhận là không có cửa để sánh với ai đó. Xem ra, ông Hoàng Nhạc Việt đúng là đã khiêm tốn quá rồi. Còn bạn có cảm nhận gì về nhân vật này? Để lại bình luận bên dưới cho tụi mình biết nhé!